Báo cáo khảo sát lương năm 2023 của Navigos mới công bố cho thấy mức lương tăng từ 5 đến dưới 10% là sự lựa chọn chiếm ưu thế của các doanh nghiệp được hỏi với tỷ lệ gần 27%. Mức lương không đổi đứng thứ hai với kết quả bình chọn khá sát sao là hơn 23%. Theo sau là mức ít hơn 5% và từ 10% đến dưới 15% với bình chọn lần lượt là hơn 15% và gần 12%. Trong khi đó, khảo sát tiền lương toàn cầu năm 2023 của Robert Walters thực hiện tại 31 quốc gia bao gồm cả Việt Nam cho thấy có đến 88% công ty sẵn sàng tăng 15-25% lương cho nhân sự trung và cao cấp trong năm nay.